mất tuột cái này chắc được rồi, được rồi. Tiền bạc như vôi mà ai ai cũng mê tiền, tiền khiến bao người lầm đường lạc lối đạo điên. Giờ chồng ly tan phụ nhau bởi do kiếm tiền, thế gian lọc lừa khổ đau ôi kiếp nhân sinh. Nhiều đó thôi, hát nhiều mất màu rồi. Rồi bây giờ là MC đâu rồi? Hả? Bà mẫu, bà hồi nãy bà con cô bác là muốn Kim Long hát một câu dụng gỗ ha. Thôi kệ, lâu lâu về quê hát một lần, mình là nhân vật chính mà. Rồi quý vị vỗ tay nhiều đi, năm sau mới phát quà nữa chứ. Rồi không vỗ tay không ủng hộ, năm sau là em cắt lương thực à. Con xin mời mẫu Minh Kiến từ Bạc Liêu. Một người thầy giống như là một người cha, giống như là một người mẹ. Cô Linh đâu rồi, chuẩn bị bấm cho con ơi. Trời ơi, bé Linh trẻ nè, các em có quơ ngang lấy hình bé Linh trẻ dùm đi, để mai mốt các em có được cái thước phim tài liệu để dành kỷ niệm, thấy không? Rồi bây giờ là Long và mẹ mẫu, là mẹ của Long. Mẹ hả? Mẹ ơi, con với mẹ hát bài gì? Hãy yên lòng mẹ ơi đi. Vỗ tay bà con ơi. Hình như cái bài này cũng trên mà YouTube. Oh,
lúc mình đã đẹp lắm con ơi. Vì đọc đã thân đã cho đất trời con hãy lên trời mẹ con cảm ơn mẹ. A Di Đà Phật. Mẹ có nói với